thì có thương hiệu thời trang Jody. Hiện tại Jody đã có 18 showroom trên 14 tỉnh của miền Bắc. Và hiện tại thì chúng tôi đã áp dụng được rất là tốt những kiến thức và cơ bản về việc xây dựng hệ thống ấy. Thì tuy nhiên thì ngày hôm nay thì tôi đã đón nhận được thêm những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Và nó giúp tôi củng cố thêm hai thứ. Thứ nhất đó là về hệ thống, cái thứ hai là về niềm tin. Thì tôi tin tưởng rằng ấy, với các cái kiến thức mà 12 cái chìa khóa về việc xây dựng hệ thống ấy sẽ giúp tôi, hiện tại thì chúng tôi đã xây dựng khoảng 10 cái hệ thống đó. Và tuy nhiên vẫn còn thiếu một hai hệ thống. Và cái thứ hai đó là các hệ thống tôi xây dựng ấy, thì sau khi mà tham gia cái khóa học này thì tôi thấy là nó đôi chỗ nó vẫn còn bị hỏng và nó còn bị thiếu. Và cái khóa học này giúp tôi bịt lại các cái lỗ thủng ở trong cái hệ thống đó. Và cái thứ hai là thiết lập thêm một vài các hệ thống mới. Và tôi tin chắc chắn là với cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ đóng gói về nhân bản và sẽ đưa Jody sẽ trở thành một thương hiệu Zara của Việt Nam trong một cái tương lai rất là gần, và thực hiện được cái tầm nhìn đến năm 2020 của chúng tôi. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Trọng vì anh, cái cách mà anh diễn giải và cách mà anh đưa tất cả những kiến thức mà cảm giác như nó rất là khó và nó khó hiểu trở thành những cái chìa khóa rất là đơn giản, và có những cái biểu mẫu mà PPC đã gửi đến cho chúng tôi để chúng tôi có thể áp dụng ngay lập tức được, không cần mất nhiều thời gian ấy. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trọng và PDCA. Xin cảm ơn.